vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Dễ dàng tìm việc không mất phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bản tư vấn giới thiệu việc làm được đặt ở nhiều bến xe, nhà ga tại thành phố Hồ Chí Minh giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm được việc làm mà không mất bất cứ khoản phí nào và tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao để đáp ứng được sản xuất. Hiện có khoảng 102 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển hơn 19.000 vị trí. Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm. Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những người lao động ở tuổi 40 rất khó để tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20 đến 30 tuổi. Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nợ bảo hiểm xã hội. Hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Với tổng số tiền khoảng 190 tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân các đơn vị do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động tác động mạnh mẽ đến công tác thu giảm tiền chậm đóng. Trong năm 2024, xây dựng hơn 1.600 căn hộ cho công nhân thuê. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, tại quyết định số 338 ngày 3 tháng 4 năm 2023 về đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê, bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lập quy hoạch 1.500 và đầu tư thiết chế công đoàn, nhà văn hóa, thể thao, hạ tầng xung quanh nhà văn hóa, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới dự án và giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội và hạ tầng xung quanh nhà ở. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp đang tích cực tập trung tuyển dụng lao động ngay từ thời điểm đầu năm để bổ sung nguồn nhân lực với nhiều vị trí có mức lương từ 7 đến 15 triệu đồng, thậm chí có thể lên đến từ 20 đến 30 triệu đồng. Hôm nay thì tôi quan tâm đến hai thứ, đấy là bên trưởng biêu cục của Viettel và cái dự án Hà Nội Metro, Metro Hà Nội cũng đang cần tuyển rất nhiều cái vị trí công tác điều hành. Theo tôi thì có những thành phố có những cái buổi hội thảo tổ chức như này giới thiệu về cái việc làm cho người lao động là rất là tốt và rất là phù hợp với cả cái nhu cầu mong muốn của người lao động trong thời đại hiện nay. Hiện tại thì theo quy hoạch của năm 2024 ấy, thì bên mình có mở rộng mạng lưới nên là nhu cầu nhân viên bưu tá cũng như các chức danh khác của bên mình tăng lên. Phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay thì bên mình đang có nhu cầu tuyển dụng 3 chức danh, là chức danh trưởng biêu cục, chức danh nhân viên kinh doanh và chức danh nhân viên bưu tá. Với các số lượng chức danh trưởng biêu cục thì bên mình đang có nhu cầu tuyển dụng 150 trưởng biêu cục trong cả năm. Chức danh nhân viên kinh doanh thì bên mình đang có nhu cầu tuyển dụng từ 150 đến 200 bạn. Còn nhân viên bưu tá thì trong quý 1, nghĩa là tháng 2, tháng 3 thì bên mình đang có nhu cầu tuyển dụng 300 nhân sự bưu tá phục vụ trên địa bàn toàn bộ địa bàn Hà Nội. Với chức danh trưởng biêu cục thì bên mình đang là từ 20 đến 30 triệu, có thể là cao hơn, phụ thuộc vào cái mức lương khách hàng mới mà cá nhân người ta phát triển được nữa. Còn chức danh nhân viên bưu tá thì mức lương trung bình ấy, là rơi tầm từ 13 đến 15. Còn như những tháng cuối năm có những bạn lên đến 30-40 triệu. Qua cái hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm kết nối các tỉnh thành thì hoạt động giữa các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc các tỉnh chúng tôi cũng có sự liên thông, trao đổi, chia sẻ về cơ sở dữ liệu. Và như vậy thì cái thị trường lao động của giữa các tỉnh thành nó sẽ gần lại nhau hơn. Và đặc biệt cái việc này nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiều cơ hội, nhiều nguồn lao động để có thể dễ dàng tuyển dụng. Cũng như là người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm các cái vị trí việc làm phù hợp. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau. Tôi đóng bảo hiểm xã hội 1 năm, sinh con được 5 tháng và đã đi làm lại. Tôi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản có phải chờ hết 6 tháng quay lại làm việc mới có thể nộp hay không? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, luật sư Đào Ngọc Lý, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay sau đây. Căn cứ theo quy định tại khoản 1, điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản thì pháp luật quy định
pháp luật chỉ đặt ra thời hạn tối đa người lao động cần phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Do đó, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm, bạn đã được công ty cho nghỉ thai sản và đủ điều kiện hưởng thai sản của bảo hiểm xã hội. Hiện tại bạn đã sinh con được gần 5 tháng và đã đi làm trở lại thì bạn có thể nộp hồ sơ để hưởng thai sản luôn mà không cần phải chờ hết 6 tháng. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a@laodong.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và khán giả trong những số tiếp theo.